Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 109 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ, tập 109, Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Diệp Húc không ngừng thúc giục Đôi Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận, liên tục đem từng đợt Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn ép vào trong thân thể vị Đại Minh Tôn Vương này. Qua 7 ngày 8 đêm, hắn mới luyện hóa xong vị Đại Minh Tôn Vương này, hạ xuống những ấn ký tinh thần vào mỗi một hạt nhỏ nhất trong thân thể của ông ta. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn luyện thân thể Đại Minh Tôn Vương kia thành thân ngoại hóa thân, người khác cũng không thể đoạt đi được nữa, chỉ có thể bắt giữ lấy vị Đại Minh Tôn Vương này, từ từ luyện hóa, hủy diệt đi ấn ký tinh thần của hắn. Diệp Húc thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán. Một thời gian dài liên tục thúc giục Đôi Thiên Thần Sát đại trận, dù tu vi của hắn vô cùng thâm hậu nhưng suýt nữa cũng không chống đỡ được. Thân thể vị Đại Minh Tôn Vương này thật sự là quá mạnh mẽ, tuy đã chết không biết bao lâu nhưng vẫn làm cho hắn phải dùng toàn lực mới có thể luyện hóa được. Hắn động tâm niệm thu hồi thần điện ma hỏa trấn áp sau đầu Đại Minh Tôn Vương và Diên La Thiên Địa Tháp, chỉ thấy trong Thiên Ma Thần Quốc, trong điện thờ ma hỏa kia, vô số ma khí chen chúc hóa thành dòng nước cuồn cuộn tuôn vào trong thân thể Đại Minh Tôn Vương. Mà ở trong tử phủ của ông ta, một đám luân hải được những dòng ma khí lao đến hóa thành mây đen phía trên luân hải. Mây đen tụ tập, tiếng sấm chớp vang lên, tiếp theo là mưa to chút xuống, hóa thành nước biển màu đen, làm tràn đầy luân hải vốn đã khô cạn. Luân hải thứ nhất nhanh chóng tràn đầy, trên mặt biển cuồng phong gào thét, hắc phong thổi qua, nhấc lên những đợt sóng, hóa thành một đám thiên ma hình dạng kỳ lạ, hữu hình vô chất, có ba đầu sáu tay, có đầu người, thân thú, có mọc cả cánh chim, bay lượn tứ phía trên luân hải, quỷ khóc thần sầu, thanh âm thê lương vô cùng. Ngay sau đấy, luân hải thứ hai cũng tràn đầy, sau đó tiếp theo là thứ ba, thứ tư. Ma khí chất chứa trong điện thờ kia quả thật nhiều đến không thể tưởng tượng được, một đường đổ đầy bảy đại luân hải phía trước, lập tức chạy về phía luân hải thứ tám. Luồng ma khí này chỉ đổ được một nửa luân hải thứ 8 thì không thể tiếp tục được nữa. Luân hải thứ 8 của ma tộc tương ứng với vũ sĩ Tam Bất Diệt Cánh. Diệp Húc khiếp sợ vạn phần, vì Đại Minh Tôn Vương này đã chết nhiều năm như vậy, không ngờ tu vi vẫn còn là Tam Bất Diệt Cánh, quả thực có thể nói là khủng bố. Mà ông ta khi còn sống đã gần tiếp cận cảnh giới nhân hoàng, chết đi rồi tu vi còn sót lại lại khủng bố như vậy. Như vậy khi ông ta ở trạng thái toàn thịnh lúc còn sống, Diệp Húc gần như không thể tưởng tượng được sẽ là tình trạng như thế nào. Đây chẳng phải nghĩa là ta có được một hóa thân, có được pháp lực Tam Bất Diệt Cảnh hay sao? Diệp Húc ngẩn ra, lập tức cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng trong ma động dưới lòng đất này. Giờ đây cho dù là hắn cũng không nhịn được mà đắc ý rào rạt, cười ha hà nói: thân ngoại hóa thân của ta có được tu vi Tam Bất Diệt Cảnh, giờ đây ta còn phải sợ ai nữa đây? Trong lòng Diệp Húc, một luồng hào khí bộc phát. Ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, hắn bị Hạ Gia cùng các cường giả trẻ tuổi của các đại thánh địa vây công đuổi giết. Tuy số người chết trên tay hắn không phải là ít, nhưng Diệp Húc cũng bị đánh cho trọng thương. Nếu không có Nghệ Hoàng Kim Tiễn, e là hắn đã sớm mất mạng. Thậm chí Hạ Gia và đám cao thủ kia còn không buông tha cho hắn, vẫn truy sát tới hàng cổ ma vực. Mùi vị bị người đuổi giết thật là khó chịu, nhưng hiện giờ thì đã khác rồi. Ta lại muốn nhìn xem là các ngươi đuổi giết ta hay là ta đuổi giết các ngươi đây. Diệp Húc đứng ở trên đầu vai Đại Minh Tôn Vương, ý niệm nhập chủ thân thể Đại Minh Tôn Vương, lập tức tám đôi mắt trên bốn cái đầu kia cùng mở ra, thần quang bắn ra bốn phía, gần với thần quang trong mắt hắn liền có thể so được với kim tinh đồng tử. Thị giác của Đại Minh Tôn Vương cực kỳ rộng lớn, cao thấp xung quanh thân thể đều bao phủ trong tầm mắt, không cần quay đầu cũng biết chuyện gì xảy ra sau lưng. Diệp Húc thao túng vị Đại Minh Tôn Vương này đứng dậy, chỉ thấy không gian bị kiều đỉnh gia cố rung lên dữ dội,
Kiều đỉnh chấn động không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị khí thế của hắn đánh bay. Ở sau đầu của hắn, con ma long xoay quanh thiên ma thần quốc trong điện thờ ma hỏa kia như tỉnh lại, phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp du dương. Sức mạnh, sức mạnh! Diệp Húc mở một bàn tay ra, nắm chặt lại, bốp một tiếng vang lên, hư không trong bàn tay bị hắn bóp vỡ. Đây là sức mạnh của lão quái vật Tam Bất Diệt Cánh. Hắn cất tiếng cười to, tiếng cười như sấm đánh vào động huyệt dưới nền đất này. Một tiếng ầm ầm vang lên, một cái nham tương nham thạch cực cứng đánh xuyên qua một cái hố lớn, xuyên qua vạn trượng, đánh thẳng lên mặt đất. Diệp Húc nhún chân bay lên trời, xuyên qua thông đạo, ngay lập tức đi đến trên không trung Úc Đan Vô Lượng Địa. Hắn đứng giữa không trung, những tiếng vang răng rắc không ngừng vang lên từ dưới chân. Chỉ thấy hư không dưới chân vị đại minh tôn vương này bị đôi chân của hắn dẫm ra từng vết nứt, giống như một cái mạng nhện đen bao phủ vài dặm. Pháp lực cùng mạnh như thế này đủ để đè sập hư không. Như vậy thực lực của ông ta khi còn sống hơn xa cả Già La Minh Tôn. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, hắn cảm nhận được tu vi sung mãn giống như đại dương mênh mông bên trong cơ thể vô cùng vô tận mặc cho hắn sử dụng. Tu vi Diệp Húc cũng có thể coi là khủng bố, có thể sánh với bao tuấn kiệt trẻ tuổi khổ tu không biết bao nhiêu năm tháng, như là Thiên Bằng Đại Thánh, Trang Cự Đạo Cổ. Nhưng so với tám đại luân hải của vị đại minh tôn vương này, tu vi của hắn chẳng đáng là bao. Vị đại minh tôn vương này thật quá mạnh mẽ, khi còn sống tuyệt không thua kém điện chủ Diêm Ma Thần Điện là bao. Thân thể nửa bước nhân hoàng, có thêm tu vi Tam Bất Diệt Cảnh, giờ dù là tuyệt đại cao thủ Tam Bất Diệt Cảnh, hắn cũng có niềm tin đấu một trận với kẻ đấy. Hạ gia dùng thiên địa nhân tam đỉnh truy sát ta, đưa ra ba lão đại vu Tam Bất Diệt Cảnh, thêm vô số cao thủ khác nữa, giờ ta muốn tất cả các ngươi có đến mà không có về. Diệp Phúc thao túng thân thể vị đại minh tôn vương này, khí thế long trời lở đất, tám con mắt chớp động, thầm nghĩ: nếu như có thể đoạt lấy tam đỉnh kia, dung nhập vào trong kiều đỉnh của ta. À! Diệp Phúc khẽ a lên một tiếng, đột nhiên phát hiện ra một chỗ cổ quái. Thì ra pháp lực trong cơ thể vị đại minh tôn vương này đang không ngừng suy kiệt, tốc độ tuy chậm nhưng thực lực của khối ngân thân ngoại hóa thân này đang không ngừng giảm đi. Không xong rồi, ta quên mất một điểm cực kỳ quan trọng, chính là ta không có nguyên thần thứ hai thao túng cái hóa thân này bổ sung pháp lực tiêu hao. Thân ngoại hóa thân cũng có thể tu luyện gia tăng pháp lực tổn thất, nhưng lại cần nguyên thần thứ hai mà vũ sĩ luyện ra nhập chủ hóa thân. Thúc dục một thân ngoại hóa thân hùng mạnh như thế tiêu hao cực khủng bố, nếu dùng nó để chiến đấu chỉ sợ một chiêu của vị đại minh tuân vương này cũng sẽ dùng hết sạch tu vi của Diệp Húc. Nếu ta biết được phương pháp tu luyện của ma tộc, sau đó tìm được nguyên thần của một lão quái vật Tam Bất Diệt Cánh luyện thành nguyên thần thứ hai, như vậy ta không cần phải lo lắng cái hóa thân này tiêu hao hết pháp lực nữa rồi. Diệp Húc thầm nghĩ, phương pháp tu luyện của ma tộc thì có thể hỏi Già La Minh Tôn, với giao tình giữa ta và lão, lão tất sẽ không keo kiệt, chỉ là nguyên thần pháp tướng của đại vu Tam Bất Diệt Cánh, cái này thì quá khó rồi. Đại vu Tam Bất Diệt Cánh đều là những lão quái vật sống trăm ngàn năm, tu vi vô cùng thâm hậu, hiện giờ muốn bắt nguyên thần pháp tướng của bọn họ, với Diệp Húc mà nói thì đúng là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Pháp lực trong hóa thân này dùng một phần thì sẽ ít đi một phần, xem ra chỉ có thể dùng ít nhất có thể thôi. Thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, dùng pháp lực của cái hóa thân này ta có thể thu hoạch được càng nhiều thứ tốt. Diệp Húc thu hồi nguyên thần và ý niệm của mình, lại thu hồi vị đại minh tôn vương này cất vào trong ngọc lâu, lập tức vận chuyển bàn vương khai thiên kinh, khí thế hoàn toàn buông ra, hóa thành cảnh tượng thiên địa mới mở, ngọc thụ chúng trời. Ngọc thụ nguyên thần của hắn chú nhập vào trong khí thế, bàn vương khai thiên kinh vận chuyển, nguyên thần hấp thu thuần dương linh khí không ngừng lớn lên. Không biết cái đám người hạ gia đuổi giết ta và đám người trang cổ đạo đi đâu rồi. Hiện giờ hắn không hề sợ hãi, không hề che giấu khí thế của mình, bay sâu vào trong Úc Đan Vô Lượng Địa. Vô sĩ nhân loại, lạc vào đây. Diệp Phúc chưa bay được xa thì bỗng thấy ở trong ngọn núi phía dưới có một tòa thành trì, bên trong có không biết bao nhiêu thiên ma cổ ma sinh sống. Những thiên ma cổ ma này có hình dạng tuấn mỹ, lại có hình thù kỳ quái, hoặc là đầu trâu thân người, hoặc mặt ngựa thân người. Thực lực của bọn chúng thật hùng mạnh. Không ngờ trong một tòa thành nhỏ mà có đến 7 người đã tu thành nguyên thần. Chỉ thấy nguyên thần của 7 tên đó phá thể mà ra, bay tới Diệp Phúc không nói lời nào liền ra tay giết người. Các người tìm được chết sao? Diệp Phúc khừa lại một tiếng, khẽ động tâm niệm, chỉ thấy trong thiên địa hỗn độn sau đầu hắn, một vầng mặt trời từ từ mọc lên, một bàn tay to thò ra, nắm xuống phía dưới, bắt hết nguyên thần của 7 người kia lại. Trải qua một thời gian khổ tu, thực lực của hắn đã mạnh hơn trước mấy lần, dù là ma tộc vốn hùng mạnh,
pháp lực so với vu sĩ cùng cấp độ gấp mấy chục lần, nhưng trong mắt của hắn thì đều chỉ là thổ kê ngói cẩu, gà đất chó cảnh, không chịu được một chiêu. Keng một tiếng, Diệp Húc quang nguyên thần bởi người kia vào trong một cái đại đỉnh do mình luyện chế, nháy mắt liền luyện hóa, lập tức thò tay ra mò xuống thành trì trong núi kia. Sau một lúc lâu, hắn thu tay về, nắm lấy một gã thiên ma đầu trâu thân người. Ta dùng hồn phách ngươi nhìn xem, trong thời gian ta bế quan dưỡng thương tu luyện, hạ gia rút cuộc đi tới nơi nào. Diệp Húc khung quang trong mắt chớp động, đang định siêu hồn tác phách, đột nhiên trong tâm sinh ra linh cảm xấu, vội vàng xoay người, chỉ thấy một tòa miếu cổ xưa dâng lên cao, đánh mạnh tới thân thể của hắn. Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi, bổ bất túc, nhân chi đạo, tổn bất túc nhi, ích cứu dư. Trong miếu truyền đến tiếng tụng kinh vang to, ý nghĩa sâu xa, khiến người tỉnh ngộ. Tòa miếu cổ này không ngừng xoay tròn, đè sập hư không. Những luồng hơi thở hùng mạnh từ trong miếu truyền đến, phát ra uy năng mạnh, đúng là hiếm thấy. Diệp thiếu báo, không ngờ ngươi trốn ở nơi này. Lý Tông Sơn cười ha hả, tinh quang lóe lên trong mắt, thao túng cổ miếu, nghiền áp đến Diệp Húc, cười lạnh mà nói: "Xem ra, kho báu Tây Hoàng trên người ngươi, cùng với tất cả các loại bảo vật bí mật khác đều thuộc về ta rồi." Oanh! Miếu cổ thần bí đánh lên người Diệp Húc, phát ra tiếng vang long trời lở đất, dòng khí quét tới mọi nơi, thậm chí còn ép sập một ngọn núi lớn ở bên dưới. Diệp thiếu báo, lần trước viễn cổ thánh miếu của ta không thể đâm chết ngươi được, cũng không phải là do thực lực của ngươi hùng mạnh, mà là ta không dùng hết toàn lực thôi. Hiện giờ ta xem ngươi chết như thế nào. Lý Tông Sơn mừng rỡ, thấy Diệp Húc ở trong dòng khí sung đãng khắp nơi, từ từ xoay người lại, vẫn bộ quần áo lam trước kia, thậm chí cả góc áo cũng không bị đánh rách. Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất ổn. Lục soát trí nhớ thiên ma, chưa chắc có được tin tức liên quan đến hạ gia, thế nhưng trong trí nhớ của ngươi nhất định sẽ có. Diệp Húc nhìn về phía Lý Tông Sơn, mỉm cười mà nói. Lý Tông Sơn cẩn thận nhìn Diệp Húc, hắn ta có thể nhìn thấy Diệp Húc cực kỳ khác với mấy tháng trước đây. Lúc trước Diệp Húc đối mặt với sự vây công của mọi người, khí thế lừng lẫy trước nay chưa từng có, người cản giết người, Phật chắn giết Phật. Khi đấy Diệp Húc giống như một con ác long bị nhốt trong tử địa, nanh vuốt tất hiện, hung quang tứ phía. Mà hiện giờ Diệp Húc đứng trước mặt của hắn, nanh vuốt giấu đi, cả người trở nên vô hại, giống như một gã thiếu niên rạng rỡ, không nhìn ra hắn chính là ma đầu đã tích ác nhiều năm. Khí thế của hắn đã không còn loại bá đạo hống hách như trước đây nữa, thay vào đấy là bí hiểm, bình tĩnh, nắm vững tất cả trong lòng bàn tay. Diệp thiếu báo, xem ra ngươi không bị người khác giết chết, tránh thoát được hạ gia đuổi giết, tu vi của ngươi lại có tinh tiến rồi. Lý Tông Sơn hít vào một hơi thật dài, áp chế sự bất ổn trong tâm. Hắn ta cũng là nhân hùng hào kiệt, là đại sư huynh có địa vị cao nhất trong Thiên Đạo Tông, là nhân vật được vạn chúng chú ý. Trải qua sát phạt tu luyện, nội tâm vẫn như bàn thạch. Hắn nhanh chóng tiêu trừ hết đi cảm giác tiêu cực trong lòng, cười to mà nói: "Chẳng qua ngươi quá tự đại rồi, tự đại tới mức quên đi bản thân là ai." "Ta biết chuyện của ngươi, cũng biết thủ đoạn của ngươi." Lý Tông Sơn khẽ mỉm cười, có vẻ nắm chắc trong lòng bàn tay. Hắn đứng một mình trước viễn cổ thánh miếu, giống như một vị đại nho đã đọc thú kinh thư. Phong kinh vân đạm, từ từ nói: "9 năm trước, ngươi chẳng qua chỉ là một tên quê mùa, tiểu nhân vật. Từ khi bái nhập Hoàng Tiền Ma Tông mới bắt đầu nhanh chóng thăng tiến, tiến vào trong mắt của vũ sĩ thiên hạ. 9 năm, ngươi từ một tiểu vũ sĩ yếu kém vô cùng trở thành vũ sĩ dương thần cửu phẩm đỉnh phong, tư chất tốt làm cho người ta hâm mộ. Thế nhưng ngươi tu vi tiến cảnh lại quá nhanh, căn cơ bất ổn. Mà Lý Tông Sơn ta xuất thân thế gia quyền quý, 10 tuổi bái nhập Thiên Đạo Tông, đến nay đã trải qua 100 năm rồi." Hắn ta cười ha ha, khí thế càng lúc càng mạnh. Tiếng tụng kinh trong viễn cổ thánh miếu sau lưng cũng càng lúc càng vang to, chấn triệt trời cao. Hắn cất cao giọng nói: "50 năm trước, ta đã tu thành nguyên thần, trở thành đại vũ, tu luyện đến nay đạt tới hợp thể kỳ, từng bước một đều vô cùng vững chãi. Căn cơ của ta vô cùng thâm hậu, hạng người học cấp tốc như người có thể sánh bằng hay sao?" Khí thế của hắn nổi lên tới cực điểm, áp lực mà viễn cổ thánh miếu tỏa ra mạnh tới nỗi vặn vẹo không gian vài dặm. Tiếng tụng kinh truyền ra hóa thành một đám văn tự cổ xưa xung quanh thánh miếu không ngừng lưu động, giống như một chương văn sâu sắc, huyền bí vô cùng, chất chứa uy năng kinh thiên động địa. Tòa viễn cổ thánh miếu này là do Lý Tông Sơn vô ý lấy được khi đến một tòa di tích tượng cổ. Năm đó, hắn tiến vào trong tòa di tích vô danh kia, phát hiện đại đa số thứ bên trong đã bị thời gian ăn mòn hết. Dù là tam tướng chi bảo trong di tích cũng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan ra, chỉ có tòa thánh miếu này là sừng sững không đổ, vạn cổ bất hòa. Tòa thánh miếu này vốn chỉ là một thứ phàm vật, cũng chẳng phải vu bảo, nhưng trong đó lại có nguồn sức mạnh chấn động lòng người. Lý Tông Sơn đem tòa thánh miếu này nhổ tận cả gốc cả rễ mang về Thiên Đạo Tông,
mời một vị lão tiền bối trong tông đánh giá. Lúc ấy, vị lão tiền bối kia nhìn xong, sắc mặt nghiêm trọng, nói cho hắn biết tòa thánh miếu này chính là nơi mà một vị Vu Hoàng Nho Vu hoặc Đạo Vu đã từng ở trong tham niệm ngộ đạo, khổ tu trăm năm. Thanh âm cùng khí tức của ông ta đã in dấu trong thánh miếu, khiến cho tòa thánh miếu này tuy không phải là vu bảo nhưng lại có uy lực không thể tin nổi. Nó chính là một món vu bảo, bảo vật hiếm có. Lý Thông Sơn lấy được bảo vật này, ngày đêm tế luyện, dung nhập vào đó không biết bao nhiêu tài liệu thượng đẳng, cuối cùng cũng luyện nó thành tam tướng chi bảo. Hắn dựa vào nó mà ở trong những lớp người trẻ tuổi có ít tịch thủ, thậm chí một số cường giả thế hệ trước cũng thường bị hắn đánh chết dưới viễn cổ thánh miếu, nuốt thận ngàn thu. Hắn ta mặc dù không có uy danh như Diệp Húc ở trong ma đạo, nhưng ở trong chính đạo lại có thể sánh ngang với đám người trang đạo cổ Hiên Viên Vô Khuyết. Hiện giờ hắn thôi phát uy năng của thánh miếu, thanh âm cùng khí tức của vị Vu Hoàng thượng cổ kia dần dần tràn ra từ trong miếu, vô hình chung khiến thực lực của hắn tăng vọt lên. Hắn ta thân là kỳ tài của Thiên Đạo Tông, giống như Diệp Húc gặp được vô số kỳ ngộ. Tuy Diệp Húc vô cùng mạnh, nhưng hắn chẳng hề sợ chút nào. Ta tung hành cả đời, những ma đầu chết trong tay ta nhiều không đếm xuể, thậm chí cả danh túc ma đạo cũng có không ít kẻ táng thân trong tay của ta. Từng sợi tóc của Lý Thông Sơn dựng thẳng lên. Sau lưng đột nhiên hiện ra một con toan nghê cực lớn, đầu sư tử thân rồng, dài đến hơn 10 dặm, cao như núi lớn, nuốt mây nhà khói, khí thế mạnh mẽ làm cho người ta phải khiếp sợ. Con toan nghê này đi vào trong thân thể của hắn, cùng thân thể của hắn ta tương dung, khiến khí thế của hắn tiếp tục bành trướng không ngừng. Viễn cổ thánh miếu sau lưng lại tản ra uy năng càng lúc càng mạnh. Giờ phút này, thực lực của hắn đã đạt tới trình độ có thể tranh cao thấp với đầu sỏ tam tướng cảnh pháp tướng kỳ, thậm chí so với tên Hạ Cảnh Nhiên, một đầu sỏ thế hệ trước, còn mạnh hơn hẳn. Hắn thân là kỳ tài Thiên Đạo Tông, sao có thể không có thủ đoạn cất giấu kỹ lưỡng được đây? Nếu không phải Diệp Húc quá mạnh, hắn ta cũng không thể dùng hết tất cả năng lực của mình ra. Diệp thiếu báo, ta vốn áp chế thực lực của mình là vì tranh phong với đám cường giả Hiên Viên Vô Khuyết Hạ Đông Dương, nhưng người quá mạnh ép ta không thể không dùng toàn lực. Lý Tông Sơn cười to, từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc. Diệp thiếu báo, có thể ép ta dùng toàn lực, ngươi cũng nên kiêu ngạo đi. Ngươi sẽ trở thành một tên ma đầu chết dưới tay ta, phụ trợ cho uy danh hiển hách của ta. Tông Sơn huynh, ngươi nói không sai. Diệp Húc mặt mang ý cười, đi từng bước tới chỗ hắn, khẽ cười nói. Diệp Mỗ xuất thân bần hàn, tuy xuất thân trong một thế gia vô hoang, nhưng cha mẹ sớm mất, tu vi lại bị phế, biến thành mã nô, người người bắt nạt. Ta là một nhân vật nhỏ, một đường sống sót, leo lên đến nay mới có thành tựu như bây giờ. Nhưng Tông Sơn huynh, ngươi vẫn nói sai một điểm rồi. Phía sau Diệp Húc khi thế từ từ nổi lên, mỉm cười nói. Ta sớm đã không còn là Dương Thần Kiều Phẩm Đình Phong, mà hiện giờ ta đã tu thành Nguyên Thần, trở thành Đại Vũ. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một gốc thanh ngọc thụ miêu, cao tầm trăm trượng, cắm rễ trong khí thế của hắn, khai thiên lập địa, khởi động một mảnh cung trung. Ở bên trong khí thế của hắn, tuy có thanh khí bay lên, chọc khí bay xuống, mặt trời luân hồi, nhưng căn cơ cũng là gốc thanh ngọc thụ miêu này. Ta tiến vào hóa thần kỳ, tu thành Nguyên Thần. Diệp Phúc cười to, ngạo nghễ nhìn Lý Tông Sơn hạ giọng nói. Lý Tông Sơn, ta đã tu thành Nguyên Thần. Nguyên Thần, ngươi có hiểu không? Là Nguyên Thần. Ngữ khí của hắn điên cuồng, dường như Lý Tông Sơn mù tịt về hóa thần kỳ, mỉa mai hắn ta một trận, có thể nói là tức chết người không đền mạng, khiến cho tên Lý Tông Sơn đã tu luyện thành Đại Vu hợp thể kỳ, có thể sánh với cường giả tam tướng cảnh này, nghe được những lời đó mà buồn bực suýt học máu. Từ hơn 10 năm trước ta đã tu thành Nguyên Thần. Diệp thiếu báo, người nói ra loại lời này cũng không thấy ngu ngốc khi sao? Lý Tông Sơn cười lạnh, lập tức thúc giục viễn cổ thánh miếu ầm ầm đè tới Diệp Húc. Hắn lạnh lùng nói, Diệp thiếu báo, nhiều lời vô ích thôi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Viễn cổ thánh miếu từ từ đánh tới, ép cho hư không xung quanh sụp xuống từng mảng. Bên trong thánh miếu, giọng nói và khí tức của Vu Hoàng ngưng tụ trên không thành chữ, giống như một mảnh văn chương hoa mỹ, nâng thánh miếu ép tới Diệp Húc. Lý Tông Sơn, ngươi vẫn chưa hiểu ra sao, hóa thần kỳ của ngươi không giống với hóa thần kỳ của ta. Diệp Húc đối mặt với thế đánh tới của viễn cổ thánh miếu, vẫn mỉm cười như trước, hạ giọng nói. Khi ta ở Dương Cần Thần Kiều Phẩm Đỉnh Phong đã có thể đánh chết Hạ Cảnh Nhiên tam tướng cảnh pháp tướng kỳ, mà sau khi ta tu thành Nguyên Thần, thực lực tăng lên gấp 10 lần, cho dù là 10 Hạ Cảnh Nhiên ta cũng có thể giết chết hết bọn chúng kìa. Lý Tông Sơn, theo ta thấy ngươi chính là tên cặn bã không biết trời cao đất dày, khổ tu hơn trăm năm đến nay vẫn chỉ là hợp thể kỳ,
Loại cặn bã như ngươi ở lại trên đời này chính là lãng phí linh mạch kìa. Ta sẽ dùng tay chân cũng có thể đánh bóp chết ngươi được. Thanh miếu tới gần, khí thế Diệp Húc đột nhiên hoàn toàn buông ra. Thanh khí phía sau bay lên hóa thành trời cao, chọc khí chậm xuống hóa thành thổ địa. Trời càng lúc càng cao, đất càng ngày càng dày. Vô số dãy núi mọc lên, ở trong khí thế của hắn biến thành những dãy núi sừng sững. Những chiếc khe sông giống như một đám trường long, lập tức trời giáng mưa to, hội thành Trường Giang, Hoàng Hà cùng các hồ nước sông nhỏ, thậm chí cả biển cả mênh mông. Ở trong biển, một vòng mặt trời chói chang phá vỡ mặt biển bay thẳng lên không. Trong nó có một con tam túc kim ô vẫy đôi cánh, nâng mặt trời vỗ cánh bay đi, cầu vồng thiên đạo, thụy khí vạn điều. Thế giới khổng lồ như thế đều bao phủ ở trong bốn đạo công đức kim luân, từng đạo kim luân xoay tròn luân hồi, khiến khí thế sau lưng Diệp Húc càng thêm ngưng kết. Giờ khắc này, khí thế của Diệp Húc tăng vọt đến cực hạn. Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Oanh! Diệp Húc giống như thần vương từ Dương Thiên Thần Giới đi đến thế gian, khí thế áp đảo tất cả, toàn bộ sức mạnh của Dương Thiên Thần Giới đều do hắn sử dụng, hóa thành một vầng liệt nhật, đánh ra một quyền. Chỉ thấy viễn cổ thánh miếu rung lên dữ dội, bị một quyền này của hắn đánh cho vô số văn chương hoa mỹ tan thành mảnh nhỏ, thậm chí hơi thở do vô hoàng tản ra cũng bị một quyền của Diệp Húc xuyên thủng. Một quyền này mênh mông hào đãng, đại khí hào ạt, phát huy thành quả hắn khổ tu một tháng qua vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc trước khi hắn chống lại Thái Tử Sơ, Hạ Cảnh Nhiên đều dựa vào vu bảo, nhiều vu bảo gia trì thân thể mới có thể chống lại cường giả như thế. Nhưng hiện giờ hắn dựa vào sức mạnh bản thân, không dùng bất cứ vu bảo nào liền có thể đánh được cường giả như Lý Tông Sơn. Viễn cổ thánh miếu bị hắn đánh bay ngược ra, lấy tốc độ nhanh hơn đánh ngược lại Lý Tông Sơn. Lý Tông Sơn sắc mặt kịch biến, một quyền này của Diệp Húc vượt qua cả dự kiến của hắn, mạnh mẽ đến tột đỉnh. Chẳng những chống lại một chiêu mạnh nhất của hắn, thậm chí còn đánh bay viễn cổ thánh miếu. Loại thực lực này so với khi ở Hoành Đoạn Sơn Mạch đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Diệp thiếu báo, quả nhiên danh bất hư truyền, ngày khác tái chiến. Hắn vội vàng thu lại viễn cổ thánh miếu, lắc mình chui vào trong miếu, điều khiển tòa miếu cổ thần bí lao vọt đi phương xa. Lý Tông Sơn, ngươi hai lần đánh lén ta, giờ còn muốn đi hay sao? Vạn pháp yêu quốc. Diệp Phúc một tay chảo ra bao phủ hơn 10 dặm, lòng bàn tay hạ xuống dưới, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn sinh ra một quốc gia do yêu thú thượng cổ tạo thành. Vô số con đại yêu thượng cổ đều giơ vuốt đồng loạt bắt lấy viễn cổ thánh miếu, kéo tòa thánh miếu kia lại giữ trên không trung. Lý Tông Sơn kinh hãi thất sắc, vạn pháp yêu quốc của Diệp Húc chính là tham khảo Tu La Thiên Quốc của Già La Minh Tôn mà sáng chế ra, lực lớn vô cùng. Không ngờ hắn ta trong khoảnh khắc lại không thể chấn vỡ móng vuốt của đám yêu thú thượng cổ kia. Sao Diệp thiếu báo lại trở nên mạnh như vậy? Quá mạnh, lúc trước ta còn có thể đánh cho hắn trọng thương, thật không ngờ giờ đây ngay cả tư cách giao thủ cũng không có. Ta không tin, không tin. Hắn đứng trong miếu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Húc bước một bước ra, liền đi vào trong viễn cổ thánh miếu. Khí thế bá đạo tuyệt luân gần như đè sụp cả hắn ta. Diệp thiếu báo, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Lý Tông Sơn sắc mặt khẽ biến, lập tức cất tiếng cười to, đắc ý rào rạt. Ngươi tiến vào trong thánh miếu của ta chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời này của ngươi. Ở trong thánh miếu này chính là bảo hồn giới của ta. Ở trong này ta chính là thần, chính là tiên, thượng cổ vô hoàng gia trì thân ta. Ông... Trong tòa miếu cổ này lập tức vang to lên tiếng tụng kinh, vô số thanh âm hóa thành văn tự chen nhau chui vào trong thân thể của Lý Tông Sơn. Những văn tự đó có chứa loại uy áp độc đáo của vô hoàng, mạnh mẽ vô ngần, chấn áp tất cả. Tòa viễn cổ thánh miếu này vốn chỉ là một miếu thờ bình thường, nhưng nhờ có một vị vô hoàng thượng cổ tham thiền ngộ đạo ở trong này trăm năm, hơi thở vô hoàng nhuộm dần, khiến nơi này có chứa những dòng khí vô hoàng nhàn nhạt. Vô hoàng chính là đại vu mạnh nhất thế gian, dù chỉ để lại khí thế thôi cũng không thể coi thường. Lý Tông Sơn thúc giục viễn cổ thánh miếu, được hơi thở vô hoàng gia trì nên tu vi của hắn tăng vọt lên không chỉ 4-5 lần so với trước. Diệp Húc, Diệp thiếu báo, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết ở nơi này. Hắn ta đánh ra một quyền, pháp lực kích đãng, cả tòa thánh miếu đều biến thành nguồn sức mạnh cho hắn, uy lực mạnh, thậm chí vượt xa uy năng khi tế khởi thánh miếu lên. Lý Tông Sơn, ngươi cho rằng dựa vào chút hơi thở vô hoàng là có thể thắng được ta sao? Ngươi thật quá ngu ngốc rồi. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, công đức kim luân sau đầu chuyển động không ngừng, tay niết Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, một búa bổ ra. Một búa này của hắn vẫn chưa bổ về phía Lý Tông Sơn, mà là bổ về phía viễn cổ thánh miếu. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, toàn thánh miếu này bị một búa của hắn đánh cho vỡ thành hai nửa. Toàn thánh miếu này được hơi thở vô hoàng gia cố, lại được Lý Tông Sơn luyện thành tam tướng chi bảo, uy lực vô cùng. Thế nhưng dưới Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc,
Nó lại giống như gỗ mục vậy, bị bổ đôi một cách dễ dàng. Bùm! Nắm đấm của Lý Tông Sơn nện mạnh lên người Diệp Húc, nhưng thánh miếu bị hủy đi đã khiến cho tu vi của hắn giảm mạnh, chẳng thể tạo ra được bao nhiêu lực sát thương cho Diệp Húc cả. Thân hình Diệp Húc khơi động, ngẩng đầu nhìn hắn ta, khóe miệng lộ ra chút tươi cười, hạ giọng nói: "Người đánh ta một quyền, ta cũng trả lại cho ngươi một quyền." Ầm! Một quyền của hắn đánh ra, quyền phong như muốn nghiền nát Lý Tông Sơn, đánh bay hắn đi. Lý Tông Sơn, người đang giữa không trung, miệng hộc máu không ngừng, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm sư tử gầm. Nguyên thần toan nghê của hắn đã bị một quyền của Diệp Húc đánh bay ra khỏi cơ thể, khiến cho thân thể bị thương nặng, nguyên thần cũng trọng thương. Vạn pháp yêu thú! Diệp Húc giơ một tay ra, vô số con yêu thú thượng cổ bay đầy trời, bắt giữ con dị thú toan nghê kia, lập tức đánh nhốt vào trong phong đỉnh, chớp mắt liền hóa nguyên thần Lý Tông Sơn. Phong đỉnh của hắn có được tất cả tinh khí của con toan nghê nguyên thần kia, uy lực lập tức tăng vọt lên gấp đôi. Một bàn tay khác của Diệp Húc giơ lên, bắt lấy cổ Lý Tông Sơn, nhấc hắn ta lên, lạnh lùng mà nhìn. Diệp huynh, đừng giết ta! Lý Tông Sơn cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng hốt lo sợ, gượng cười nói: Ta sẽ làm việc cho huynh, xử lý kẻ thù cho huynh. Ta là người trong chính đạo, bọn họ tất nhiên sẽ không phòng bị ta. Thậm chí cả thiên đạo bảo quyển của thiên đạo tông, ta cũng có thể truyền thụ hết thảy cho huynh. Diệp Húc nghe đến đấy, không nhận được, lắc đầu cười nói: Tông Sơn huynh, rốt cuộc ta là ma đầu hay ngươi mới là ma đầu đây? Lý Tông Sơn cười lấy lòng nói: Chính đạo ma đạo đều là vu đạo, chính tà sao có thể phân biệt rõ ràng được như vậy? Diệp huynh chỉ cần huynh tha cho ta còn có thể dẫn các cường giả thế hệ trước của thiên đạo tông cùng huynh liên thủ giết bọn chúng, chia sẻ của cái. Cứ như vậy huynh sẽ nhanh chóng lấy được thiên đạo bảo quyển cấm pháp đầy đủ của thiên đạo tông ta thôi. Đề nghị của ngươi không tồi, thật đáng tiếc là bản vương khai thiên kinh của ta đối với thiên đạo bảo quyển lại không hề liên quan, xin lỗi Tông Sơn huynh. Diệp Húc thi triển sư hồn tác phách đại pháp, trực tiếp rút trí nhớ hồn phách của Lý Tông Sơn ra, lập tức vặn một cái, vặn gãy cổ của hắn ta. Nguyên thần Lý Tông Sơn đã bị hắn luyện hóa, lúc này một chút tư vi cũng không có, cổ vừa gãy lập tức bỏ mạng. Một tòa ngọc lâu hiện ra từ trong cơ thể của hắn ta, bắt đầu phân giải từ cao xuống, cuối cùng để lại một tòa vô hồn giới 6 tầng lơ lửng ở giữa không trung. Rắc một tiếng, Diệp Húc thò tay trực tiếp bóp nát tòa vô hồn giới này. Tất cả những gì Lý Tông Sơn cất giữ trong ngọc lâu đều bị hắn chuyển về trong ngọc lâu của mình. Đáng tiếc, vẫn không gặp loại khoáng vật tuyệt đỉnh như ngũ hành kim khí. Diệp Húc thở dài trong lòng, nếu như hắn muốn tu luyện Di La Thiên Địa Tháp lên những cảnh giới cao hơn, phải lấy loại dị bảo ngũ hành kim khí dung nhập vào trong. Nhưng hắn trải qua sát phạt, trải qua tu luyện, dù là ở trong Nghệ Hoàng Hành Cung cũng chưa từng phát hiện ra loại bảo bối này. Còn về phần những tên đại vô khác chết trong tay hắn, trên người lại càng không có loại thiên tài địa bảo này. Ngũ hành chi khí là thần vật rèn cấm bảo, hắn mới nhìn thấy một lần trong trận tâm trụ quang đại trận ở trong vận cổ ma vực. Uy năng khối ngũ hành kim khí kia mênh mông vô cùng, làm cho người ta không rét mà run, chính là bảo vật vô thượng, hơn hẳn loại tài liệu như kim tinh khí không biết bao nhiêu lần. Loại thần vật này dù không qua luyện chế cũng không hề thua kém vô bảo, sát phạt hoành hành. Huống chi ngũ hành khí lại có thể dùng để luyện chế cấm bảo, giá trị nó cao không thể đánh giá được. Đáng tiếc khi đó tu vi thực lực của Diệp Húc quá yếu, không thể tiến vào trong trận tâm của trụ quang đại trận, chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Khối ngũ hành khí kia chắc đã sớm bị người khác cướp đi rồi, không biết đã rơi vào tay ai đây. Diệp Húc giơ tay bắt lấy hai nửa của tòa thánh miếu kia, há mồm hút một cái liền hút chúng vào trong bụng, cưỡng ép luyện hóa. Hiện giờ tu vi của hắn tiến nhanh, thực lực lại càng mạnh, thậm chí tam tướng chi bảo cũng có thể nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành chất dinh dưỡng cho thân thể. Hiện giờ chư thiên thập đạo của hắn được hắn dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh. Diệp Húc nuốt tòa viễn cổ thánh miếu này vào, trực tiếp vận chuyển khai thiên kinh luyện hóa, chỉ cảm thấy thân thể mình lại mạnh thêm một ít. Trong thời gian ta bế quan tu luyện này, trong hàng cổ ma vực lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Húc luyện hóa xong viễn cổ thánh miếu, xem trí nhớ của Lý Tông Sơn, sắc mặt không nhận được trở nên cổ quái. Lần này hắn bế quan mất hơn một tháng để chữa thương, tu luyện đến hóa thần kỳ trở thành đại vu, mà lĩnh hội bản vương khai thiên kinh lại mất chừng 5 tháng. Trong lúc này, Hạ Gia Trung Châu ở thế giới tầng thứ nhất hàng cổ ma vực Úc Đan Vô Lượng Địa hoành hành ngang ngược, tìm kiếm tung tích hắn khắp nơi, cuối cùng chọc giận các thế lực lớn, các tộc ma tộc, song phương không ngừng phát sinh ác chiến. Úc Đan Vô Lượng Địa, địa vực rộng lớn, trong đó cũng có không ít quốc gia do ma tộc thành lập, cùng một số ít địa đại phái thánh địa. Những đại phái thánh địa đó thậm chí không hề thua kém thế gia cổ xưa của thế giới Vu Hoang,
giống dạng thánh địa như Bổ Thiên Các, Vu Đạo Tông. Bên trong các đại thánh địa thế gia lại lấy Diêm Ma Thần Điện đứng đầu, cao thủ đông đúc, mà Diêm Ma Thần Điện lại giống như Tam Cung trong Ma Đạo, địa vị cao cả, bao trùm trên tất cả các đại phái thánh địa ma tộc, nội tình sâu xa, không thua kém các thánh địa như Thái Dương Thần Cung hay Chu Thiên Tinh Cung. Nhưng so với nhân tộc, ma tộc lại không đoàn kết bằng. Các đại bộ tộc chinh chiến với nhau, liên miên chém giết, chinh phạt, chiến hỏa mấy ngày liền, cướp đoạt nam nữ của đối phương làm nô lệ, thị thiếp, làm lớn mạnh chủng tộc của mình. Dù là Diêm Ma Thần Điện cũng không thể can thiệp với tình trạng này, chỉ có thể mặc kệ. Bởi vậy, ma tộc trong Úc Đan Vô Lượng Địa tuy mạnh, nhưng hạ gia cùng Thiên Địa Dương Tam Đỉnh đến, lại có cả lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh, không ngờ không gặp được một lần chống cự mạnh mẽ nào, liền bị hạ gia quét sạch. Mà đám người Lý Tông Sơn thì đi sau hạ gia, cướp sạch không ít thành thị, thành trì ma tộc, chiếm lấy được không ít bảo bối. Đám người đó đánh cướp khắp nơi lại không hề gọi ta, chẳng lẽ bọn chúng không biết ta là lão ma đầu đã tích cát nhiều năm hay sao? Diệp Phúc buồn bực không ngừng. Dựa vào trí nhớ của Lý Tông Sơn, hành vi của hạ gia thật sự kiêu ngạo hống hách, cuối cùng rước lấy cường giả can thiệp. Tả gia Minh Tôn của Diêm Ma Thần Điện lên tiếng khiêu chiến cường giả hạ gia, địa điểm định tại Phù Đô Thánh Thành. Tả gia Minh Tôn Diêm Ma Thần Điện e rằng cũng là tuyệt đại cường giả Tam Bất Diệt Cảnh, thực lực của ông ta hơn nữa cũng ngang cấp với Giả La Minh Tôn. Đây tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Nếu ta đi chậm, có khi ba cái đại đỉnh của hạ gia đều đã rơi vào trong tay của Minh Tôn ma tộc rồi. Chỉ là rốt cuộc Phù Đồ Thánh Thành là ở nơi nào đây? Diệp Phúc hoàn toàn không biết gì về địa lý hàng cổ ma vực, tìm kiếm trong trí nhớ Lý Tông Sơn, phát hiện Lý Tông Sơn cũng chưa từng tới hàng cổ ma vực, không hề quen thuộc địa lý ở nơi đây. Bởi vậy, hắn ta mới lạc khỏi hạ gia Trung Châu cùng đám cường giả khác, giống như một con ruồi bọ bay loạn lung tung khắp nơi vậy. Nếu không phải hắn ta mù đường, cũng sẽ không gặp phải Diệp Húc, thế nên mới chết trong tay Diệp Húc, bị siêu hồn tác phách chết vô cùng thê thảm. Ta còn nên giết thêm vài tên ma tộc nữa, lục soát hồn phách của bọn chúng, xem Phù Đồ Thánh Thành rút cuộc ở nơi nào hay không đây. Trong lòng Diệp Húc sát khí bùng lên mạnh mẽ, dâng lên một luồng khí thế hung bạo, giơ tay chụp vào trong thành trì ma tộc phía dưới, bắt lấy một vị thiên ma, trực tiếp siêu hồn tác phách rút ra trí nhớ, tìm kiếm vị trí của Phù Đồ Thánh Thành. Diệp Húc rút trí nhớ của vị thiên ma này ra, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của y, bàn tay chật run, lập tức bỏ lại thi thể vị thiên ma này ở trên trời cao. Trước đây ta không hề giết người vô cớ, sau đi đến hàng của ma vực này lại có thể hạ sát lung tung, thậm chí trong tâm không chút áy náy. Chẳng lẽ là ma khí trong hàng của ma vực đã quấy nhiễu nội tâm của ta hay sao? Trên trán Diệp Phúc chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trước đây hắn tuy mang tên ma đầu, nhưng làm việc cực có nguyên tắc, chỉ giết những vũ sĩ động thủ với mình. Nguyên tắc này từ đầu đến cuối hắn không hề vi phạm. Dù trong sát trường giết người đỏ mắt, hắn cũng không sai giết sai một ai. Nội tâm ta đã tu luyện đến cảnh giới chảy sập không sợ, bất cứ ai cũng không thay đổi được tâm của ta. Ma khí trong đây tuy mạnh, nhưng không thể nào quấy nhiễu tâm linh tâm trí ta được, khiến ta trở nên hiếu sát khát máu. Xem ra chỉ có thể là do bản vương khai thiên kinh của ta có vấn đề mà thôi. Bản vương khai thiên kinh là loại tâm pháp mà Diệp Húc cảm ngộ và thu hoạch được khi mà Ngọc Lâu tầng thứ 6 chứng kiến cảnh khai thiên lập địa. Sau đó hắn lại dung hợp đủ loại tâm pháp mà hắn tu luyện trước đây, trong đó những cấm pháp không hoàn chỉnh bao gồm 7 chủng loại là Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp, Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, Cửu Chuyển Nguyên Công, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh và Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát. Trừ những thứ đó ra còn có đủ loại pháp môn khác nữa, tỉ như Hạ Gia Nhất Thần Phân Hóa, Chư Thiên Thập Đạo, Kết Cấu Thân Thể Đại Minh Tôn Vương. Bản vương khai thiên kinh của hắn chưa nhiều tâm pháp môn pháp, hoàn toàn có thể nói môn công pháp này nếu được khai sáng thành công thì tất sẽ vượt qua tâm pháp chấn giáo của các đại thánh địa, tự thành một thể, tự thành nhất hệ, tự thành nhất phái. Uy lực của bản vương khai thiên kinh bá đạo tuyệt luân, có thể nói là khơi dòng vũ đạo khai thiên hạ, mạnh mẽ vô ngần. Diệp Phúc dựa vào môn tâm pháp này, thậm chí không cần dùng tới vu bảo liền đánh chết cường giả như Lý Tông Sơn, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có thể thấy được bản vương khai thiên kinh mạnh mẽ như thế nào. Nhưng khai sáng một môn pháp môn bao trùm trên tất cả các cấm bảo, cấm pháp đâu dễ như vậy. Diệp Phúc tuy tinh thông các loại cấm pháp tâm pháp, nhưng hắn tích lũy còn xa mới đủ, không thể hoàn thiện được bản vương khai thiên kinh. Thế cho nên bản vương khai thiên kinh tồn tại một lỗ hổng rất lớn, xuất hiện khiếm khuyết ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Theo tu vi của hắn tăng lên, loại ảnh hưởng này sẽ càng lúc càng lớn. Hoàn thiện bản vương khai thiên kinh không đơn giản như vậy. Hiện giờ ta tích lũy vẫn quá ít, phải tìm được tâm pháp thích hợp rồi dung hợp vào trong bản vương khai thiên kinh mới có thể hoàn thiện môn tâm pháp này được. Diệp Phúc nghĩ đến đây
tạm thời đặt bản vương khai thiên kinh sau đầu. Trên thế gian này cấm pháp tuy nhiều, nhưng tìm thứ phù hợp với bản vương khai thiên kinh lại không hề dễ. Vừa rồi hắn lục soát hồn phách từ trong trí nhớ của tên thiên ma kia, tìm được phương vị của phù đồ thánh thành, lập tức đi thẳng tới phương bắc. Kỳ thực với thực lực hiện giờ của hắn, sớm đã có thể phá vỡ hư không rời khỏi hàng của ma vực, trở lại thế giới vu hoàng, tiêu diêu tự tại. Nhưng Diệp Húc bị hạ gia đuổi giết chết chết, trong lòng tích một bụng hờn giận không vui. Lúc này thực lực lại tăng mạnh, lại có thủ đoạn bảo mệnh, lấy tính cách có ân báo ân, có thủ tất báo, đương nhiên phải trả lại nguyên vẹn ân oán này. Diệp Húc bay đi được mấy vạn dặm, đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến. Diệp Huynh. Hắn vội vàng nhìn lại theo tiếng, chỉ thấy một thanh niên dáng người cao lớn đang vội vàng bay tới, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Bạch Huynh, sao hắn ta lại xuất hiện ở nơi này vậy? Bạch Nam Hiên bay đến bên người Diệp Húc, vui sướng cười nói. Diệp Huynh, quả nhiên là Huynh mà. Từ lúc từ biệt ở Bắc Hải Bí Cảnh, chúng ta đã hơn một năm rồi không gặp. Diệp Húc nhìn thấy cố nhân, trong lòng cũng vui mừng. Hắn cùng Bạch Nam Hiên ở Bắc Hải Bí Cảnh trải qua sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Tuy Bạch Nam Hiên cổ hổ đến đáng sợ, nhưng trong lòng Diệp Húc sớm đã nhận định vị bằng hữu này. Lúc trước khi rời khỏi Bắc Hải Bí Cảnh, Bạch Nam Hiên liền cùng hắn tách ra, tìm kiếm ân sát, dương sát và thiên sát ở khắp bốn phía. Như vậy, hắn ta đến hàng của ma vực là vì sưu tầm âm sát. Diệp Húc quan sát Bạch Nam Hiên, chỉ thấy lúc này hắn tu vi vô cùng thâm hậu, yêu khí đặc hơn, mạnh hơn trước gấp hơn 10 lần. Hiển nhiên, hắn ta đã tụ tập đủ 9 loại sát khí, rèn luyện nguyên thai nguyên thần đến thuần dương vô cấu, thoát thai hóa nguyên trở thành đại vu. Tư chất của Bạch Nam Hiên trong số những người mà Diệp Húc từng gặp chính là số 1, số 2. Thực lực của hắn cực kỳ cao minh, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đạt được thành tựu như thế chính là chuyện đương nhiên. Bạch Huynh, nguyên thần thoát thai trở thành đại vu thật sự là rất đáng mừng. Diệp Húc chắp tay nói ra những lời từ tận đáy lòng. Bạch Huynh, nếu Huynh đã tu thành đại vu, vì sao không trở về Thanh Đế Môn mà lại ở nơi này vậy? Bạch Nam Hiên cười nói, ta mới tu thành nguyên thần cách đây cũng không lâu đâu, còn chưa kịp trở về thì nghe chuyện hạ gia đang truy sát Huynh, e sợ Huynh có chuyện cho nên ta mới ở lại. Diệp Húc cảm động vô cùng. Bạch Nam Hiên nghiêm túc nói, hiện giờ chẳng những hạ gia đang truy tìm tung tích của Huynh, còn có không ít cao thủ chính ma lưỡng đạo cũng đang tìm kiếm Huynh, thậm chí ta còn nghe nói rất nhiều cường giả ma tộc có hứng thú với Huynh. Diệp Huynh à, nếu Huynh không sao, không bằng chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây thôi. Diệp Húc khẽ mỉm cười thản nhiên nói, Bạch Huynh yên tâm, lấy thực lực hiện giờ của ta, cho dù không địch lại thế nhưng cũng có thể chạy trốn. Trên thế gian này người có thể giữ lại ta không nhiều lắm đâu. Thêm nữa, những người này tìm kiếm ta khắp nơi, ta cũng muốn tìm chúng. Trong lời nói của hắn không khỏi lộ ra một ít sát khí, tính tình đột nhiên hơi nóng nảy, trong lòng hơi cả kinh, vội vàng kiềm chế xuống. Bản vương khai thiên kinh lại làm nhiễu ý niệm trong đầu ta, xem ra khiếm khuyết của môn tâm pháp này không hề nhỏ. Diệp Húc âm thầm cảnh giác trong lòng. Bạch Nam Hiên cẩn thận nghiền ngẫm một lát, gật đầu cười nói, lời này không sai, như vậy Diệp Huynh đã tu thành đại vu rồi. Trong thiên hạ này, nếu như lão quái vật Tam Bất Triệt Cảnh không ra tay, người có thể giữ Huynh lại quả thật là không nhiều lắm đâu. Ca ca, hai tên vu sĩ nhân loại kia mới trở thành đại vu đã có khẩu khí thật lớn, tự biên tự diễn, thật sự làm cho người ta cười muốn rụng răng mà. Đột nhiên một tiếng nói trong trẻo truyền đến. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, đã thấy một nam một nữ Atula trong thiên ma sóng vai đi đến. Trong đó có một vị thiếu nữ mắt sáng răng trắng, trên người mặc một bộ quần áo lông cừu thật dày, lông cừu trắng kia cũng không che giấu được da thịt trắng như tuyết của nàng, thật động lòng người. Tuy nàng ta cực kỳ xinh đẹp nhưng lại có vẻ cực khiếu chiến, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Húc và Bạch Nam Hiên, nóng lòng muốn tỉ thí, dường như rất có hứng thú đọ sức với hai người vậy. Tên nam tử kia hơn thiếu nữ vài tuổi, dung mạo cũng cực tuấn lãng, toàn thân y bao phủ ở dưới lớp lông cừu đen thật dày, dường như thời tiết cực kỳ rét lạnh, trong miệng phả ra nồng đậm hơi thở, lắc lắc đầu nói, nhị muội đừng gây chuyện, hai vị huynh đệ này nói rất đúng, lấy tu vi của hắn ta, trên thế gian này người có thể giữ hắn lại quả thật không nhiều. Theo ta thấy, dù cao thủ trẻ tuổi vương tộc trong ma tộc ta có thể sánh vai với hắn, nhiều nhất cũng không quá 10 người đâu. Hai Atula một nam một nữ này hiển nhiên là cao thủ vương tộc trẻ tuổi trong ma tộc, thực lực cực kỳ hùng mạnh, so với rất nhiều cao thủ trẻ tuổi chính ma lưỡng đạo mà Diệp Húc từng gặp thì không hề thua kém chút nào. Tu vi thiếu nữ kia hẳn là hóa thần kỳ, mở ra lục đại luân hải, tư thế oai hùng bừng bừng. Mà tên nam Atula kia thực lực và tu vi lại cao hơn không ít, thấp nhất có thể đặt ngang với cường giả tuổi trẻ như Lý Tông Sơn. Thật không ngờ cao thủ ma tộc nhiều như vậy, xem ra Tả Gia Minh Tôn khiêu chiến cường giả hạ gia đã hấp dẫn không ít cường giả ma đạo đến đây rồi. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng,
Ma tộc cũng có thể so với đại chủng tộc của nhân loại. Các đại bộ tộc liên tục chinh chiến với nhau, nơi nơi đều là chiến trường chém giết, nên cường giả ma tộc thực lực đương nhiên cực kỳ hùng mạnh. Hắn ta có mạnh như vậy không? Thiếu nữ Atula kia nóng lòng muốn thử, cười nói: để muội xem hắn ta có phải là một cái gối thêu hoa hay không nào. Vù vù, sau lưng của nàng đột nhiên hiện ra hai thanh loan đao đen kịt dài đến mấy trượng, ong ong xoay tròn giống như hai vầng trăng khuyết, chia nhau chém tới Diệp Húc và Bạch Nam Hiên. Cô thiếu nữ này nói xong liền động thủ, vừa giờ còn tươi cười như hoa mà lúc này đây lập tức trở mặt giết người. Hai thanh ma đao tản ra ma khí âm u, âm ầm chém vỡ hư không, biến mất không thấy, chính là đang ẩn nấp trong hư không. Diệp Húc khẽ a lên một tiếng, ánh mắt chớp động. Hư không sau lưng hắn đột nhiên vỡ ra, một cây ma đao gào thét chém tới cổ hắn, mà một thanh khác đồng thời xuất hiện chém tới Bạch Nam Hiên. Loại thủ đoạn chém giết này so với Diệp Húc thấy trước đây quả thật là một trời một vực, lại càng thêm quỷ dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tiểu cô nương, thủ đoạn không tồi. Trong lòng Diệp Húc lại dâng lên một cơn giận dữ, giơ tay bắt lấy thanh ma đao kia, chỉ thấy ma đao như một con cá nhảy lên, nhảy xuống trong tay của hắn, lại không thể nào bay đi. Cùng lúc đó, Bạch Nam Hiên tế họa quyển của mình lên, chỉ thấy bức họa quyển cuộn tròn mở ra, vô số yêu văn hiện lên, ngăn thanh ma đao kia lại, làm cho nó không thể đến gần. Thật không ngờ, đao của ngươi là tam tướng chỉ bảo, hoàng tộc trong ma tộc quả nhiên giàu có, thanh đao này ta trả lại ngươi. Diệp Húc mỉm cười, trong mắt hiện lên một luồng sát khí, chỉ thấy ma đao trong tay hắn vù một tiếng bay lên, chém ngược lại thiếu nữ kia. Răng rắc một tiếng, một đao này bổ ra, đao khí vạn trượng, ánh đao đen như mực bổ ra hư không, lập tức đi đến trên đỉnh đầu của thiếu nữ. Ánh đao giống như một tia chớp đen, khiến nàng ta không kịp trốn tránh. Đột nhiên một cái chuông đồng hiện ra giữa thiếu nữ và ánh đao, ma âm nổi lên, vô số ma đầu hiện ra trong thân chuông, dữ tợn hung ác. Thanh ma đao đen sắc kia bổ mạnh lên chuông đồng, lập tức phát ra tiếng nổ vang như tiếng chuông. Cái chuông đồng này hiển nhiên cũng là một món tam tướng chi bảo, chất lượng còn hơn cả hai thanh ma đao của thiếu nữ kia. Ánh đao bổ tới, chấn cho vô số ma đầu dập lại, thế nhưng lại không thể bổ vỡ được chuông đồng. Chuông đồng đúng là do tên nam Atuna kia tế lên, đỡ một đao của Diệp Húc, bị chấn cho khí huyết bốc lên, sắc mặt khẽ biến. Hắn hít một hơi thật dài, chắp tay với Diệp Húc và Bạch Nam Hiên, xin lỗi mà nói: lời của xã muội có nhiều chỗ đắc tội, mong hai vị chớ trách tội. Diệp Húc cũng giảm xuống lửa giận sao động ở trong lòng, lắc đầu cười nói: vị huynh đài này thứ lỗi cho, gần đây tính tình của ta cũng không tốt, thường không khắc chế được sát khí của mình, vừa rồi đã đắc tội rồi. Hai người Atula này ngoại trừ thiếu nữ kia vui giận thất thường, nhưng tên nam tử này vẫn nho nhã lễ độ, không hề giống với ma tộc của hắn ta, gặp mặt liền đánh đánh giết giết, hiển nhiên được dạy dỗ vô cùng tốt, bởi vậy Diệp Húc cũng không muốn đổi tận giết tuyệt. Thiếu nữ kia bình tĩnh lại, vội vàng thu hồi ma đao, đã quên mất chuyện suýt nữa bị Diệp Húc chém chết, cười nói: tu vi của ngươi quả nhiên không kém, ma tộc ta lấy cường giả vi tôn, nếu bản lĩnh của ngươi không kém, không bằng đồng hành cùng chúng ta, ngươi thấy thế nào? Nhưng mà ngươi không thể ức hiếp ta, ca ca của ta không hề kém ngươi đâu. Tên nam tử kia cười khổ thầm nghĩ: không kém sao, ta tiếp được một đao này của hắn, đến nay khí huyết vẫn còn đang cuồn cuộn đây này. Hắn khí độ ung dung, hoàn toàn trái ngược với thiếu nữ kia, chắp tay cười nói: chắc hai vị cũng là tới Thánh Thành để xem trận quyết chiến giữa sư tôn của ta và cường giả Hạ gia Trung Châu. Huynh muội ta cũng muốn tới Thánh Thành để trợ uy cho sư tôn, không bằng chúng ta cùng đi đi. Diệp Phúc và Bạch Nam Hiên lướt nhau gật đầu đồng ý, trong lòng lại càng thêm tò mò về vị Tả gia Minh Tôn chưa từng gặp mặt kia. Hạ gia xâm lấn hàng cổ ma vực, cao thủ ma tộc trốn tránh không chịu chiến, chỉ có Tả gia Minh Tôn động thân mà ra. Người này trí tuệ rộng lớn, có thể dạy bảo ra được hai vị đệ tử xuất sắc như vậy, dù là ma tộc cũng khiến người ta phải hết sức khâm phục. Thiếu nữ Atula kia tức là Nhân La Toa, cùng tên nam tử Atula Nhân Đà La là huynh muội, cười nói với Diệp Húc: này, ngươi tên gì vậy? Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: tại hạ họ Diệp, tên một chữ Húc, tự là Thiếu Bảo. Hóa ra người chính là Diệp Thiếu Bảo. Nhân La Toa đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bĩu môi nói nhỏ: ta cứ tưởng người có ngàn mắt ngàn tay, người to như núi, oai phong cực kỳ, thật không ngờ ngươi lại nhỏ bé như thế này. Người yếu đuối như vậy sao có thể khiến cho hàng của ma vực ta không được an bình, thậm chí còn kinh động cả sư tôn ta đây. Nhân Đà La chớp chớp mắt cười nói: Diệp huynh, theo ta được biết lúc này trong phủ đô Thánh Thành có không ít người muốn lấy tính mạng của huynh đâu. Diệp Phúc mỉm cười thản nhiên nói: cái kia cũng phải xem bọn họ có bản sự đó hay không đã. Khoác lác mà. Nhân La Toa hứ một tiếng, nhỏ giọng nói: bên trong phủ đô Thánh Thành. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên,
thấy tòa phủ đồ thánh thành này xây dựng trên một mảnh tuyết sơn sừng sững, nguy nga đồ sộ. Một bậc thang đá nối thẳng tới thánh thành trên đỉnh núi, mà ở trên thềm đá có không biết bao nhiêu ma tộc khấu đầu, dáng vẻ cung kính đi đến thánh thành. Trong truyền thuyết thì phủ đồ thánh thành chính là vọng hương đài của địa ngục viễn cổ. Tiếp tục đi về phía trước sẽ là bất quy lỗ, mà diêm ma thần điện chính là xây dựng trên bất quy lỗ, cực kỳ thần bí. Bạch Nam Hiên mở bức họa ra, tra lịch sử của phủ đồ thánh thành, hắn cười nói. Nhân La Toa nghe vậy cười lạnh. Phủ đồ thánh thành với ma tộc chúng ta mà nói chính là thánh địa, là nơi hành hương. Thời kỳ huy hoàng nhất của ma tộc ta, nơi đây còn sinh ra ba vị vua hoàng trấn thủ thánh thành, chống lại sự xâm lược của hoàng triều nhân tộc kìa. Diệp Phúc bật cười, lắc đầu nói. Thà chỉ nghe nói ma tộc xâm lấn thế giới vua hoàng, chứ thế giới vua hoàng ta xâm lấn hàng của ma vực lúc nào vậy? Bạch Nam Hiên khẽ nói. Diệp Huynh, lịch sử có ghi hoàng đế của Hạ Chu Thương Tam Đại Hoàng Triều đều từng xuất lĩnh đại quân tấn công hàng của ma vực, nhưng thường bị ngăn lại ở dưới phù đồ thánh thành này, không thể bước qua dù chỉ một bước kìa. Diệp Phúc nao nao, hắn không ngờ còn có một đoạn lịch sử như vậy. Ở trong tương truyền từ thuở xa xưa, thế giới vua hoang từng bị ma tộc xâm phạm, không ngờ giữa hai đại chủng tộc này lại có chinh phạt lẫn nhau. Cho nên với ma tộc ta mà nói, phù đồ thánh thành có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Toàn thân Nhân Đà La bao phủ trong lông cừu đen, phun ra một hơi sương, thản nhiên nói. Sư tôn Tả Gia Minh Tôn của ta lựa chọn khiêu chiến cường giả Hạ Gia ở trong đây. Ngoài nguyên nhân phù đồ thánh thành có địa vị siêu nhiên, còn có một nguyên nhân khác nữa, đó chính là Diêm Ma Thần Điện cách đi đây không xa. Chẳng lẽ Tả Gia Minh Tôn cũng không chắc chắn rằng tất cả sẽ thắng sao? Diệp Húc nghi hoặc hỏi. Không cho người nói xấu sư tôn ta. Nhân La Toa tức giận nói, sau lưng hiện lên hai thanh ma đao giống như một con báo cái đang tức giận vậy. Diệp Húc khẽ mỉm cười, không thèm để ý. Nhân Đà La thở dài nói. Nếu là một đấu một, sư tôn Tả Gia Minh Tôn ta đương nhiên không sợ cường giả Hạ Gia. Nhưng cao thủ tam bất diệt cảnh của Hạ Gia có tổng cộng đến 3 vị, lại thêm thiên địa dương 3 cái nhân hoàng chi báo, mà sư tôn ta lại chỉ có 2 món bất diệt chi báo. Thắng bại của trận chiến này khó có thể đoán được. Không biết nói sao, sư tôn ta vẫn phải mượn sức mạnh của Diêm Ma Thần Điện, mời Đại Minh Tôn Vương khác ra tay thôi. Hắn suy nghĩ xuất thần, thực lực Tả Gia Minh Tôn tuy mạnh, nhưng đối mặt với nhân hoàng chi bảo của Hạ Gia cũng không thể nắm chắc thắng lợi. Ma tộc chia 5 xẻ 7, dù là giữa các Đại Minh Tôn Vương trong Diêm Ma Thần Điện cũng tranh đấu gay gắt. Lần này, Tả Gia Minh Tôn khiêu chiến lão quái vật tam bất diệt cảnh Hạ Gia cũng không thể lạc quan. Lúc này, trong phủ đồ thánh thành, ma khí ngút trời, không biết bao nhiêu đại ma, ma đầu đến đây, còn có không ít vũ sĩ nhân loại trà trộn vào bên trong. Bốn người Diệp Phúc chuẩn bị đáp xuống phủ đồ thánh thành, đột nhiên nghe thấy một thanh âm như tiếng chuông bạc vang lên, cười khanh khách nói. Nhân Đà La, Nhân La Toa, huynh muội hai người các ngươi cũng đến đây, chẳng nhẽ là muốn xem sư tôn các ngươi chết như thế nào hay sao? Nhân La Toa giận dữ, hai thanh ma đao sau lưng gào thét chém ra, lập tức đi đến cạnh cổ cô nàng vừa nói kia, hung hăng cắt tới cổ cô ta. Thiếu nữ Atula này mạnh mẽ vô cùng, một lời không hợp liền ra tay giết người, dù là Diệp Húc cũng phải xấu hổ không thôi. Vù một tiếng, một tên thiếu nữ ma tộc tóc vàng mắt xanh khác đột nhiên cười khúc khích, thân thể mềm mại hơi động, dưới nách bọc ra thêm hai cánh tay, vung những dây tơ mang như dao như rồng cuốn lấy ma đao, cười khanh khách nói. Nhân La Toa sư muội, hà tất phải tức giận như vậy? Cổ cô ta nhéo một cái liền mọc ra một cái đầu nữa, nhìn về phía Nhân Đà La cười nói. Nhân Đà La sư huynh, ngươi còn không đi ngăn cản muội muội đi, nếu không đừng trách tiểu muội vô tình mà làm thịt muội muội ngươi. Răng rắc một tiếng, lại một cái đầu nữa mọc ra từ cổ vị thiếu nữ ma tộc kia, nhìn về phía hai người Diệp Húc kêu lên. Hai kẻ này là ai vậy? Nhân La Toa rút song đao lại, ánh mắt đen sắc cuồng lăn cuốn đến vị thiếu nữ ma tộc kia. Hai cô gái lập tức đánh nhau thành một đoàn ở giữa không trung. Nhân Đà La nhún nhún vai không thèm để ý. Bạch Nam Hiên chật chật lấy làm kỳ lạ, khẽ nói với Diệp Húc. Vị Atuna này ba đầu bốn tay, quá nửa là thuộc vương tộc trong họ bà rồi. Diệp Húc không biết gì về ma tộc cả, khẽ hỏi. Vương tộc ma tộc có mấy chi vậy? Bạch Nam Hiên nắm rõ như lòng bàn tay nói. Ma tộc vương tộc có 4 chi nhánh lớn, một chi họ bà, ba đầu bốn tay, một chi họ Nhân, toàn tuấn nam tuấn mỹ, và mỹ nam mỹ nữ cả, một chi họ La, cự thủ già thiên, còn có một chi họ Bì, 9 đầu ngàn mắt. Bốn dòng lớn này thường đều là hóa thành hình người, chỉ khi chiến đấu mới phân biệt được. Mà hoàng tộc trong ma tộc cũng có 4 họ lớn, phân biệt là Ma La, Già La, Đế Thích và Hầu La. Huyết thống hoàng tộc lại càng thêm cao quý hơn vương tộc, tu luyện cũng nhanh hơn, tuy ít người nhưng nhiều cao thủ.
Diệp Húc gật đầu không ngừng, chỉ cảm thấy như được mở mang thêm kiến thức. Hắn thầm nghĩ, Ma Hoàng chính là hoàng tộc ma tộc, Già La Minh Tôn cũng là hoàng tộc, chả trách tu vi bọn họ lại tâm hậu khủng bố như vậy. Không biết vị Đại Minh Tôn Vương mà ta luyện hóa trong động huyệt dưới đất kia là hoàng tộc hay là vương tộc đây. Nhân Đà La, không ngờ ngươi lại đi cùng với bọn công tử bột nhân tộc, thật là mất hết mặt mũi ma tộc của ta mà. Đột nhiên là có một giọng nói truyền đến, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gã đại hán dáng người khôi ngô bước đến. Hắn ta cũng không phải là lăng không phi hành, mà là từng bước dẫm lên hư không, như dẫm lên một cái trống, đùng đùng vang lên. Khí thế của hắn ta hình thành một cảnh tượng khủng bố, chỉ thấy sau lưng hắn có thêm một tên khổng lồ, mọc chính cái đầu cực lớn. Trên đầu không có tóc, tai, miệng, mũi, chỉ có những con mắt phủ kín. Trên mỗi một cái đầu của người khổng lồ này đều có hơn ngàn con mắt che kín cả cái đầu. Phía trước, phía sau, nơi đâu cũng đều là con mắt, thật âm trầm khủng bố. Đây là khí thế của hắn ta, cũng là nguyên thần bản thể của hắn. Vị đại hán này hẳn chính là vương tộc họ Bì. Bạch Nam Hiên lướt người này một cái, thấp giọng nói, ồ, còn có một tiểu yêu tinh thích là nhà lẩm bẩm. Đại hán vương tộc họ Bì kia lướt Bạch Nam Hiên một cái, đột nhiên vung tay ra chụp tới Bạch Nam Hiên, cười to nói, ăn người khang vị trước vậy. Nhân Đà La tế trung đồng lên, che ở trước mặt Bạch Nam Hiên, tiếp lấy một chiêu của đại hán họ Bì kia, không vui mà nói, Bì Thiên Nô, vị này chính là bạn tốt của ta, mong các hạ tôn trọng cho một chút. Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy hư không đột nhiên vỡ ra, một gã thanh niên áo tím chắp tay sau lưng đi tới từ trong hư không, cười lạnh nói, Nhân Đà La, nhân tộc cùng ma tộc ta chính là kẻ thù truyền kiếp, không chết không thôi. Không ngờ ngươi còn kết bằng hữu với nhân tộc, đây là phản bội tộc, đây là đại nghịch bất đạo. Sư phụ Tả Gia Minh Tôn của ngươi dạy ngươi như thế nào vậy? Nhân Đà La nhìn thấy người này sắc mặt kịch biến, hừ lạnh không nói. Không sai, lần này Hạ Gia xuất lĩnh các cao thủ trẻ tuổi, các đại thánh địa nhân tộc xâm lấn hàng của ma vực ta, cướp đi không biết bao nhiêu của cái của ma tộc ta, giết hại không biết bao nhiêu người, tội ác tày trời. Tả Gia Minh Tôn có tên đệ tử như ngươi, ta đều thấy xấu hổ thay cho ông ta kìa. Lại có một gã nam tử trẻ tuổi đi tới, khi thế long trời lở đất, không hề kém người nọ chút nào. Trong chớp mắt, liền có hơn 10 tên cường giả ma tộc trẻ tuổi xuất hiện trên thánh thành. Diệp Húc chớp động ánh mắt, đánh giá đám cao thủ trẻ tuổi vừa xuất hiện này, không nhận được biến sắc mặt. Cường giả ma tộc tuổi trẻ, tu vi và thực lực đều cực kỳ cao minh, dường như chỉ cần một kẻ trong đó liền có thể sánh ngang với những tuấn kiệt trẻ tuổi mà các đại thánh địa cực khổ bồi dưỡng ra, gần như mỗi một tên đều không hề kém Lý Tông Sơn. Cũng may là chủng tộc dòng giống của ma tộc rất nhiều, đều tự đánh nhau, nếu không đám người kia đã sớm xâm lấn thế giới vô hoang rồi. Diệp Húc thầm nghĩ, đột nhiên nhớ tới Ma Hoàng Xâm La Thần Điện, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Ma Hoàng Ma La Thiên chính là vô hoàng, hùng tài đại lược, người này gần như là vô địch thiên hạ, thống nhất hàng của ma vực chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu thập địa thế giới hàng của ma vực bị ông ta thống nhất, e là thế giới vô hoang sẽ gặp phải đại họa cực lớn, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ chết thảm. Nhân tộc có thể khiến cho Nhân Đà La nhìn chúng, tất là hào kiệt trong nhân tộc, không biết vị tiểu ca này xưng hô thế nào vậy? Vị thiếu nữ họ Bà ba đầu bốn tay kia đột nhiên bỏ Nhân La Toa ra, thân hình khẽ động xuất hiện trước mặt Diệp Húc, cười ngâm ngâm nói. Diệp Húc khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện đột nhiên nghe một tiếng cười trong trẻo truyền đến nói, người đó là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Diệp Húc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tòa đại phạm âm lôi tự hoành độ hư không xuất hiện trên bầu trời phù đồ thánh thành. Trang đạo cổ đứng trước chùa miếu, áo vải dày tơ, ánh mắt sáng ngời giống như một vị Phật Đà trẻ tuổi. Diệp huynh đã lâu không gặp. Trang cổ đạo mỉm cười nói, nhờ phúc nhờ phúc. Diệp Húc cũng cười tủm tỉm nói, người chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Bì Thiên Nô nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh, thanh âm lạnh lùng nói, Hạ gia xâm lấn hàng của ma vực ta chính là vì ngươi, làm cho ma tộc ta không biết bao nhiêu người chết thảm. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại sống tới, hôm nay ta ăn ngươi khai vị trước vậy. Ai dám động đến Diệp Thiếu Bảo chính là đối nghịch với Thiên Bằng Đại Thánh ta. Đột nhiên lại có thêm 10 luồng hơi thở mạnh mẽ xuất hiện, một đám người từ xa bay tới, đám người đặng nguyên giác đều xuất hiện. Thiên Bằng Đại Thánh tốc độ nhanh nhất đi trước đến trên không thánh thành, ánh mắt như điện quét tới Diệp Húc, cười lạnh mà nói, Diệp Thiếu Bảo phải chết cũng chỉ có thể chết ở trong tay Thiên Bằng Đại Thánh ta mà thôi. Các vị cao thủ vương tộc ma tộc đều nổi giận giằng co với đám người Thiên Bằng Đại Thánh, không hề nhân nhượng. Các vị đừng tranh cãi nữa, không bằng...
Diệp Húc khẽ ho một tiếng, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, cười nói: "Không bằng các ngươi cùng lên, Diệp Mô đưa tất cả các ngươi quy thiên, các ngươi thế sao?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.